Di xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì trời mưa, rồi Di mua lá khúc, mua nếp cũng có sẵn rồi, nên là hôm nay Di sẽ nấu sơ khúc. Bây giờ bà bác với bà nội đang lựa rau ra, rồi lột hành, rồi làm hành phi nữa. Ở chỗ của Di thì không có thấy lá khúc này, chỉ có rau ngải cứu rồi nhiều thôi, nên cái này đặt mua trên mạng. Cái người ta gửi về có lá bị hư bị úng nè, bây giờ lựa ra rồi một hồi đem đi luộc. Bà xin mời rốt rốt à. Giờ hai bà ở đây lựa rau ra dùm gì, Di chạy đi mua ít thịt. Trời mấy hôm nay cứ thất thường vậy hoài luôn rồi chú. Bữa nắng bữa mưa Di đi chợ về. Hai bà con ngồi đây lật rau. Đi chợ nãy Di mua được trái dưa hấu, mận nè, con sòi thích ăn mận này lắm nè. Mua miếng thịt ba gọi để ngồi xào nhân. Cái gì thấy sườn heo nó ngon, mua 2 cọng sườn về chiều cho bà nội hầm với tóc ăn cơm. Thế mà dạ không biết được đi cho bộ dùng ở đây mua vui vàng cho hai bà ăn. Hổm sớ là thẻ này thẻ thay đọc khoảng sớ là thẻ này đẹp. Nhưng mà anh chàng chế nhà cho hậu thẻ này đẹp. Nhà có tao thao bất đường rồi ạ. Sao tôi à? Giờ tới mùa dưa hấu rồi bạn. Tiếng dưa hấu nhiều. Tôi mở xe của chị khỏe là y chín lưu hoài thiện. Y chán lão qua thì à. Nó nhuông nó sư đàn mấy ạ. Ờ sư chị hoài thiện. Vô chào rồi. Nó củ hành này là Di đặt mua ở trên mạng. Ở đây không có bán cái củ nhỏ, bán cái củ bự bự luôn à. Đây ở đây có mấy củ nó còn cái rễ nó đâm đâm để lại để trồng. Hả? Cho lì á, để rồi chung xào dặn xuống à. Một cái xào dặn xuống. Ừ, cho lì chung xào dặn. Là rách đi. Chào 这个大手机, 来, bà nội lên sờ với bà bác lựa ra được nhiêu đây. Giờ chỉ đem đi rửa, nhưng mà sẽ nấu một nửa thôi, nhiều quá. Củ hành cái gì rửa luôn, bào ra là hành phi. Đậu xanh này Di ngâm được 8 tiếng rồi, bây giờ sẽ đem đi nấu. Hồi bữa hổm nấu chè á, đậu xanh ai cũng khen ngon hết trơn á, nên bữa nay Di nấu đậu xanh nhiều một chút. Lá khúc bỏ vô đây luộc. Bông vàng vàng đẹp quá. Lúc phi hành này hồi nãy Di có bỏ vô dầu ăn một ít muối với một ít bột mì nữa. Quá trời thơm. Sắp được rồi. Làm ra được nhiêu hành phi đây thôi. Trong lúc mà nãy giờ luộc rau phi hành chuẩn bị nhân thì đậu xanh cũng chín luôn rồi. Ôi,
mới lên. Hên quá, lần này nấu không có bị khét. Cái đít nồi không có khét. Mình hơi bị nhão quá ta. Thợ này chết luôn rồi. Nói thiệt với cô chú là Di chưa có ăn qua cái xôi khúc này. Ở bên Việt Nam cũng chưa ăn qua luôn. Có ăn xôi mặn, xôi gà, xôi ngọt, xôi đậu phộng vậy thôi. Còn xôi khúc này thì chưa. Hôm nay là cũng lần đầu tiên làm, cũng lần đầu tiên ăn luôn. Thịt này cắt nhỏ không rồi đem đi xào. Tại vì bà hỏi mấy bác nói thích ăn đậu xanh nhiều nên hôm nay chị sẽ chuẩn bị đậu xanh nhiều chút. Cái lá khúc nấu ra rồi nó cũng chưa có nhừ lắm á, cái gì bỏ vô cái cối này xay cho nó nhuyễn ra luôn. Còn nước ở trong đây vô đây để ăn hồi nhồi bột. Cái này giống như lá ngải cứu vậy ha, hồi lên màu chắc là đẹp dữ lắm, xanh xanh. Dạng sát đầu thanh à? Ừ. Màu quá đẹp luôn. Giờ bà nội anh xôi qua chợ giúp. Bà sẽ nhồi bột giùm. Gì? Bà Di sẽ đi xào nhân. Ừ, hậu khan à. Làm cái gì cái mẹ ơi, bữa nay con làm cái này cái chuẩn bị đồ gì cái là làm tiếp đó. Nhồi ra nữa coi chứ. Hậu khan đâu mà. Ừ. Ở ngoài cái màu xanh nó còn đẹp nữa, mà quay vô đây thấy nó trắng trắng. Muốn lấy đi dụ ca là người chỉ lọ ca ra thì dụ. Mà nói lấy đi đem bên kia rồi cho nó nghỉ bột nửa tiếng. Cái phần nhân này Di xào xong rồi có nêm thêm hạt nêm với ít muối, không có thêm đường. Tại vì bên đây không ăn đường, Di không có thêm đường á. Bỏ nhiều hành, nhiều tiêu vô á, cái nhân giờ nó thơm phức à. Giờ đem đi để nặng lại rồi đem đi hấp. Sao vậy là nếp vô tay máu được. Đồ Tổ hòa lái xưa à. Chính thêm vô giao chủ phan. Hả, phải xem chờ đâu, bye bye. Yêu anh nói với bà chiều nay đừng nấu cơm, qua ăn xôi. Mưa hoài vậy đó. Thời bác ngồi ở nhà có mình nên à. Rồi ngồi đó nhìn thấy buồn khi gầu quá. Không biết sau này mình già chứ mình nên vậy buồn chết. Mẹ ơi con đi học về mà con nhóc chân. Cái này sai mà. Chia chữ à? Mẹ nhìn tay chữ cái chia chữ. Tết đó, tặng bà nội đi, chiếc nhẫn rất đẹp tặng bà nội đi. Để bà nội đeo đi. Này này tay à, bụi cơ, này này cơ. Sao vẫn còn xứ xào hoa à? Này này xứ gì mà? Đây chấm chấm. Chuẩn bị xong xuôi hết trơn, nếp này ngâm xong cái rửa sạch, chỉ có trộn vô ít muối nè. Nếp thái này dẻo lắm. Bộ nãy giờ để nửa tiếng đồng hồ. Nó thơm. Nhìn giống như là cái bánh dày ngải cứu bữa hổm vậy. Giống giống. Tại cũng màu xanh xanh đó đó. Nhân. Hên quá. Hình ai bị nhão mà xào lên cũng đỡ. Phải nhão cái là ngồi luôn. Nhân gì nắng ra gì sẵn rồi nè. Cái bà bác với bà nội ngồi đây cái bà. Cháu ra đây à, cháu. Bố
头字条。圆呐、啊，一圆啊，对对，圆圆圆圆圆圆圆圆，笑死了。được nhiều nhân đó thôi. Hết xin rồi mà, anh làm gì bây giờ? Khỏi rồi, không xin rồi mà, xin rồi mà cái gì chứ trời? Ờ, phải lấy cái hồ sơ. Bạn có hồ sơ không? Không có gì, không có gì. Không có gì, cứ thao cái này phục hiện cái này, cứ chèn cái này thôi. Hai cái con giống gì? Yến hả? Yến yến rất hậu khan. Không gì, không hậu khan này. Vì là phụ nữ chơi 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 hậu khan, ta còn gửi anh cả, ta còn gửi. Ta cơ, chỉ có nhà sư bảo, nó có nhà sư我要吃院子吃三个，吃了长寿。这战争是一个的，我是一个。啊，西南传两个，好大一传两个，啊，西南传两个。等会好说，老说两个不好说，老说一个。好大传两个，好大传一个。对的，对的。肯定不大了，肯定不大，我是老的大户了，你。谁？Nó đang làm gì đó? Nó đang đổi chữ, số đó là số mấy? Ờ đúng rồi, số 3. Nhà trời của anh Sôi đó, bữa nào về nó cũng làm nhà trời như đây. Hồi nãy nấu nước này còn dư lên như này nè bà chú. Cái giờ thiếu bột bà. Cái gì là nấu sôi lên cho bà nội trộn bột vô thêm. Còn như vậy nữa là như vậy nữa nè. Hồi đợt Tết mẹ đi qua đó đi mua thì có bánh tét ăn.
dẻo, nó thơm nữa. Thấy không nhỉ, cái phần ra. Đẹp cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những giờ con nếp cái bà nội gãi lên trên cái khuôn vừa in luôn, nhiêu đây là vô khuôn đủ hết. Bắp chỉ hoàn lại cái cơm tôm tôm này là đem xoài. Mẹ cái mày tôm ngọt ngọt mặn mặn. Có hai cái, có hai cái nó ngọt, có mấy cái nhỏ nó ngọt ngọt. Mấy cái nhỏ ngọt ngọt cho con, mấy cái nhỏ không có nhân thịt là nó ngọt ngọt. Sao anh này bỏ cái cửa vô chứ thấy hăng thì chứ. Nhiều cô chú nói gì á, khi nào mà xây cái bếp củi á, quay lại thì mới mốt cái chú đó mà lại xây bếp ke từng công đoạn, cái gì quay, cái gì ghép lại thành cái video. Khói nó lên. Chú ơi, Trinh sắp tôi băng ra xào xử lực hợi. Không tắt tên nha, Trinh mà đau này là chúng xử phân chung là hải đâu 10分钟, hải蒸20分钟啊，吃，要不呢20分钟，如果水煮花生米，花生米，花生米，等会先瞄一下，20分钟就熟了，等会先瞄一下，你过来，看那个面上起面的就熟了，嗯嗯，人气就熟了，这老难呀，那不是就是啊，这家的这边他们老难，看看。大不大了还得真的你有没有脑子啊呢，这个有2毛，cái màu đậm đầu tiên là cái lúc đầu có cái lá khúc á, nên là cái màu nó hơi đậm, còn gốc sau này là hết bột, trộn bột vô thêm cái chỉ còn cái nước thôi nên là cái màu nó hơi nhạt, nên là có 2 màu khác nhau. Hào sáng à, thơm phức luôn mà. Nếp nó dẻo lắm, thơm quá à, nó nở ra nè cô chú. Hồi nãy mới vừa nở ra theo cái này nó phì ra, cái để giờ nó nguội nguội, cái nó gõ xuống nè. Rồi gắt hành phi lên ăn. Ăn cái này chiều nay khỏi ăn cơm, người ăn 1 đến 2 cái là no, tại cái này hơi bự. Giờ bà nội múc ra. Cái này bánh nhiều hơn nếp. Nãy để bánh sát sát quá rồi nếp cũng có nhiều. Rồi để ghế à. Tê. Giảm xuống là vừa dung dỗ chả. Em ăn chưa ăn bánh. Bánh khúc. Bánh khúc. Ngọt. Nóng nha. Ngọt không? Phải bên sư kiện à. Ừ. Ở trong nó mới ngọt ngọt. Chứ lì men lì đâu rồi, quả xào, quả phăng cái đèn là chi chín, đèn quay chín, phăng đèn dén, nó xào. Chứ cái bị nhì là cái bẩn khó sử đuôi lì. Bị cái bẩn khó sử đuôi hả? Cái bẩn hả? Ờ. Bị cái khó sử đuôi lì, cái... Ờ. Anh lấy cái này so với mấy cái món mà bún phở với nấu thì cái này ăn ngon hơn. Nó có cái nhì tại được. Nào ra đẹp quá. Ông nội anh soi thì người ta chở cát lại.
ông đang xuống cát ở bên kia. Hồi ông lại ăn sao? Sao lại có chứ hả? Lên rồi. Một tuần hôn gì cả cho vậy? Rồi múc để gì đem lại cho anh thầy giáo nè. Chân hảo sư, bảo vệ tấn công quá. Cho anh nhìn chút cao. Nếm tôi dẻo ghê luôn á. Nó quấn đi được cơ. Thôi. Thôi ta ra mà. Ai có quay đồ. Có đó. Ta có đồ. Mẹ mình. Ta mình. Họ nhà mình biết ạ. Chả được hồ quay đồ. Tăng hồ. Tăng máy là này. Bác chủ anh tài một hồ. Không bứng nó một hồ kìa. Anh phải lăn chờ. Lăn có số chưa dùng đi mà. Một một mà. Đã được rồi. Thằng này Di đem qua cho anh thầy giáo. Đi xuất phát rồi mấy? Đi xuất phát rồi. Chỉ đi bỏ vô chén, Di đem chén về. Miễn hên xin lấy cả tha sữa. Bố giao, bố giao là, bố chào là. Rồi con, bố hủy cháu là. Bà chào la. Bye bye. Bye bye. Anh giờ này ăn cơm rồi. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Miễn hẹn xưa bà. Lèn cơ à, hậu tốt. Kể lèn cơ đi mà. Có lấy mì à. Chà chưa bà. Có lấy cái đàn thiên nha kìa. Có đâu? Ừ, ra được. Cái đó hậu sang à. Ừ, hậu sang. Anh nói giờ múc cho mấy anh mấy chị nè. Chia hết luôn, người múc làm tiếp. Xin mời cái nhà A So. Thế là miền sư. Là cái xong rồi. Yêu như thế hạn. Hậu chứ. Hậu chứ. Giờ bố hỏi bố thảo. Ừ, bố hỏi. Thế hả? Thế là cái chủ đề gì chứ nè. Bữa nay cũng đắt hàng ghê luôn. Hồi nãy một sửng gì nè. Có mấy bác lại ăn, có mấy bác trời mưa không có lại. Cái bà nội có đem lại cho. Còn được mấy cái gì nè. Có chừa lại cho ông nội vậy. Để hồi ông về ông ăn. Cái này chị thấy nếp hơi ít thôi cô chú. Chị thấy nó hơi bị nhão nhão chút xíu. Lần sau có kinh nghiệm làm tốt hơn. Thì lần đầu. Nhưng ở trong thơm quá. Do nãy cái đậu xanh này Di nấu nó hơi nhão. Nấu khô chút xíu nữa là ngon rồi. Xin mời ông bà cô chú ăn xôi khúc. Hôm nay lần đầu tiên nấu cũng lần đầu tiên ăn luôn. Dẻo à. Hôm qua có một bạn nói gì á, bỏ nhiều hành nhiều tiêu sẽ thơm ngon. Công nhận thật luôn. Bỏ nhiều hành nhiều tiêu á, tuy là ở trong cái nhân nó hơi nhão chút xíu nhưng mà nó thơm. Nó thơm rồi thêm nếp với cái bột nếp ở ngoài nó dẻo nữa. Tự nấu tự khen. Rồi thêm hành phi nữa chứ. Lần này chắc cũng được 5-6 điểm. Anh hỏi giờ về ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó là ta xong ta Cái mồ Nó phải nó mồ lần Chú cứ quán rồi chung từ Chú ơi xuống ra Mồ Ừ 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 Dung nàng, dung nàng à. Rồi bác hỏi ơi, ông ăn thử coi biết là cái gì không? Ông ăn không biết gì. Rồi bà nói là mới biết cái đó là củ hành. Ông vào đây chứ ơi. Ông ơi, vậy hồi là mẹ chốc dắt con đi chơi. Đi nhà gì chơi tới xem em bé nữa đi thăm em bé phải đi thăm em bé không vậy tới mày tâm ấy tới mày bông hoa bye bye con chào ông bà ta chú ông bà ta chú nha Dễ thôi Dễ 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 D